Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Lê Bấm xin giới thiệu đến mọi người chuỗi những cái động tác để tập vào nhóm mông, đùi và đặc biệt là tạo cho mông của chúng ta tròn hơn, cao hơn, giống như trái đào. Chỉ với những phụ kiện vô cùng đơn giản như là dây kháng lực và thảm thì chúng ta có thể luyện tập ngay tại nhà mà hiệu quả thì vô cùng là tuyệt vời nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào luyện tập thôi nào. Động tác đầu tiên là động tác sumo squat. Chúng ta bắt đầu, hai chân chúng ta mở rộng hơn vai và mũi bàn chân hướng ra ngoài. Đấy, mở rộng gối và làm căng dây. Sau đó chúng ta sẽ nhấp tại chỗ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và chúng ta nghỉ 30 giây ở đây. Ở động tác sumo squat này thì chúng ta sẽ tập để tác động nhiều vào cái lõi cơ ở má trong đùi. Khác với sumo squat với tạ thì với tập với dây kháng lực thì chúng ta sẽ mở rộng gối tương tự như vậy, nhưng mà cái biên độ để chúng ta đứng thẳng người lên thì nó sẽ nhỏ hơn so với lại tập với tạ. Tức là chúng ta sẽ chỉ mở căng gối và nhấp mông tại chỗ mọi người nhé. Chúng ta bắt đầu hiệp thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và chúng ta nghỉ 30 giây ở đây. Chúng ta cố gắng mở căng toàn bộ phần gối của chúng ta ra để mở rộng nhất cái khớp háng của mình. Và khi chúng ta hạ thấp thì chúng ta sẽ có cảm nhận là nó căng cái lõm cơ của cái má đùi bên trong. Và chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là căng và rất là khó chịu, nhưng mà nó lại có cái tác động rất là tốt, sẽ làm cho cái phần đùi bên trong của chúng ta săn chắc hơn. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có những cái tác động nhất định vào phần mông và phần đùi trước. Chúng ta tiếp tục lần thứ 3. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Và chúng ta lại nghỉ trong 30 giây. Các bạn lưu ý khi tập với dây kháng lực thì tùy cảm nhận của mỗi người. Các bạn hãy tìm đến cái điểm chạm đau nhất, tức là nó sẽ tác động lớn nhất vào cái vùng cơ mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như sumo squat thì các bạn sẽ tập để nó tác động vào lõi cơ đùi má bên trong, thì chúng ta sẽ cảm nhận làm thế nào để cho má đùi trong của chúng ta mang lại cái cảm giác đau, căng thì nó sẽ có tác động sâu nhất mọi người nhé. Chúng ta tiếp tục lần thứ 4. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Và chúng ta sẽ sang động tác thứ 2. Đó là động tác mở gối với tư thế là ngồi ghế. Ở đây nếu mà bạn có ghế thì tác động sẽ vào mông nhiều hơn. Và chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái ghế khoảng cao khoảng 30 phân. Còn nếu mà bạn không có ghế cao khoảng tầm đó hoặc không thuận tiện để chúng ta tập cùng với ghế thì chúng ta có thể thực hành theo cách là chúng ta sẽ ngồi giả trên cái ghế và bám vào tường để giữ lưng thẳng như thế này mọi người nhé. Giữ thẳng lưng ở góc nghiêng 45 độ. Nào chúng ta bắt đầu thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và chúng ta giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Và tiếp tục mở. 5, 4, 3, 2, và 1. Ok, chúng ta sẽ nghỉ 30 giây. Lưu ý ở động tác này,
chúng ta luôn mở rộng hai bàn chân và cố gắng đẩy gót chân ra ngoài, làm sao để hai má trong của bàn chân song song với nhau, và mở rộng gối để hai ống đồng của chúng ta cũng song song với nhau, luôn mở căng dây. Khi ra thì chúng ta dứt khoát, khi vào thì chúng ta sẽ làm chậm. Và cứ liên tục, ra thì dứt khoát và khi thu vào thì chúng ta thu chậm. Chúng ta tiếp tục ở lượt thứ hai. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục mở. 5, 4, 3, 2, 1. Và chúng ta tiếp tục nghỉ thêm 30 giây. Và như chị em mình cũng biết là nhóm cơ mông là cái nhóm cơ mà chị em phụ nữ mình dễ lên nhất. Chỉ cần chúng ta thực hiện đủ 3 điều kiện lớn như sau. Đầu tiên là làm tổn thương cơ mông. Cái thứ hai nữa là nạp đủ protein. Và cái thứ ba nữa là cơ mông cần được nghỉ ngơi, ngủ sâu giấc. Sau khi tập thì cơ mông sẽ cần cái thời gian khoảng 48 cho đến 72 giờ để nghỉ ngơi, hồi phục và xây dựng cái cơ mới. Nào chúng ta tiếp tục lần thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và giữ 5 nhịp. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục mở. 5, 4, 3, 2, 1. Và chúng ta lại nghỉ ngơi 30 giây. Khi tập mông thì chúng ta lưu ý là chúng ta không nên ngày nào cũng mang dây ra tập. Một tuần chúng ta chỉ cần tập khoảng 1 cho đến 2 buổi tập mông. Tuy nhiên thì tập buổi nào thì chúng ta hãy cố gắng tập ở mức độ cao nhất, cường độ cao nhất và tập nặng nhất, để chúng ta cảm nhận chúng ta đau nhất, căng nhất vào các cái nhóm cơ lớn, nhóm cơ nhỏ thì chúng ta đều phải tác động vào nó thì mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Chúng ta bắt đầu lần cuối cùng ở động tác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ra dứt khoát. 7, 8, 9, 10 và giữ giúp em. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục mở. 1, 2, 3, 4 và 5. Ok, chúng ta kết thúc động tác thứ hai ở đây. Động tác thứ ba là động tác đứng đá ngang. Ở động tác này thì mọi người hãy bám tay vào tường, nghiêng lưng ở góc 45 độ và chúng ta sẽ giữ thẳng lưng trong tất cả mọi động tác. Chúng ta đá chân lên để giữ cho cái cột sống của chúng ta được an toàn, thì chúng ta hãy siết chặt cơ bụng lại cho em nhé. Chân làm trụ thì chúng ta khuỵu xuống và chân còn lại thì chúng ta sẽ đá lên. Chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Khi lên thì chúng ta dứt khoát và xuống thì chậm. 5, 6, cố gắng dừng ở một điểm. 7, 8, 9, 10. Và chúng ta đổi bên. Nhớ là khi lên thì chúng ta làm dứt khoát và khi xuống thì chúng ta làm chậm lại mọi người nhé. 1, 2, 3, 4. Dùng hoàn toàn lực ở mông giúp em. 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Chúng ta nghỉ 30 giây. Ở động tác này thì mọi người lưu ý là khi chúng ta bám vào tường thì chúng ta cố gắng giữ cố định cái phần lưng và chúng ta dùng hoàn toàn cái lực ở mông để chúng ta kéo dây và kháng lại cái lực của cái dây kháng lực. Cái chân mà chúng ta làm trụ thì chúng ta khuỵu xuống, hơi đưa cái mông của mình ra ngoài thì nó sẽ có cái tác động tốt nhất vào cái vùng mông của mình. Các chị tập có thấy đau mông nhiều không ạ?
Phải đau mới có tác dụng nha. Và nhớ comment cho em biết ở phía dưới là chúng ta đau hay không ạ. Chúng ta bắt đầu ở lần thứ 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Rồi chúng ta đổi bên. Ở động tác này các chị lưu ý là nó vào mông rất là nhiều, ít vào đùi hơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Ok, chúng ta nghỉ tiếp 30 giây. Chúng ta nên nạp protein ngay sau khi tập. Ở trong vòng 30 phút ngay sau khi tập, đó là cái thời điểm vàng để cho cái cơ mông của chúng ta nó hấp thụ được protein tốt nhất. Mọi người nên nạp vào ngay sau khi tập mọi người nhé. Và protein thì thường là có ở trong các loại thịt, ví dụ như thịt gà, thịt bò và lòng trắng trứng. Hay là ở trong thực vật cũng có rất là nhiều, ví dụ như các loại hạt, hạt đậu, vân vân các thứ, mọi người có thể tìm hiểu ở trên mạng. Chúng ta bắt đầu hiệp thứ 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và chúng ta đổi bên. Lưu ý khi tập thì chúng ta không nên nghỉ nhiều nhé, không nên nghỉ lâu. Thời gian nghỉ lâu chúng ta sẽ bị nguội cơ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, chúng ta nghỉ 30 giây ở đây và chúng ta sẽ chuyển sang hiệp thứ 4. Mọi người lưu ý ở cái động tác mà chúng ta đứng đá ngang này thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái lực nó tác động vào cái mông nhiều hơn là cái phần đùi của mình. Và hoàn toàn là chúng ta tập cái động tác này không lo bị to đùi đâu mọi người nhé. Mọi người tập mà thấy khó khăn ở đâu thì cứ quay lại video luyện tập của mình, sau đó có thể gửi vào trong trang cá nhân của em ở trong Facebook Lê Bấm, hoặc mọi người có thể vào trong group Eo Thon Mông Tròn Dinh Dưỡng Khỏe để gửi video lên đó mọi người nhé. Chúng ta bắt đầu hiệp thứ 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và chúng ta đổi bên. Lưu ý khi tập thì chúng ta không nên nghỉ nhiều nhé, không nên nghỉ lâu. Thời gian nghỉ lâu chúng ta sẽ bị nguội cơ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và chúng ta kết thúc động tác này ở đây để chuyển sang động tác mới. Động tác thứ 4 là động tác đứng đá sau. Ở động tác này thì chúng ta cũng lưu ý kỹ thuật tương tự như là động tác thứ 3, là chúng ta cũng bám tay vào tường ở góc nghiêng 45 độ và chúng ta giữ cố định phần lưng của mình. Khi mà đá chân về sau thì chúng ta không nên đá cao quá, bởi vì khi chúng ta đá chân lên quá cao thì nó sẽ bị tác động vào cái phần lưng của mình. Nào chúng ta bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Rồi chúng ta đổi bên. Lưu ý phần lưng của chúng ta giữ cố định nhé, chúng ta không dùng lực ở lưng. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi chúng ta sẽ nghỉ 30 giây. Những người mới tập thì em xin lưu ý là sau khi tập thì chúng ta sẽ cảm nhận là chúng ta sẽ rất là đau cái phần vùng mông của mình, và có thể đau cả cái vùng đùi nữa nếu mà bạn nào mới tập. Thì không sao cả mọi người nhé, bởi vì là lúc mà chúng ta tác động làm tổn thương cơ thì chắc chắn là cơ mông của chúng ta nó sẽ đau rồi. Và cái cảm giác này nó sẽ mất đi trong vòng 1 đến 3 ngày sau. Và khi mà chúng ta đau thì chúng ta cũng đừng lười vận động quá, chúng ta đi lại vận động để làm nóng cái nhóm cơ đó lên thì nó sẽ đỡ đau hơn. Chúng ta bắt đầu hiệp thứ 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Ok, chúng ta đổi bên. Và nhớ giữ phần lưng của mình luôn thẳng, luôn cố định nha. Không dùng lực ở lưng, mà chúng ta hoàn toàn dùng lực ở mông. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và chúng ta nghỉ ngơi 30 giây. Nhiều người cứ inbox hỏi rằng là tại sao mà chị cũng tập hay em cũng tập mà mông không có to được lên. Và cái lý do rất là đơn giản. Thứ nhất là có thể chúng ta nạp chưa đủ protein, chúng ta tập chưa đủ đau, chưa đủ tổn thương cho cơ, hoặc là chúng ta chưa để cho cái cơ mông nghỉ ngơi đủ cái quãng thời gian đó. Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên tránh stress này, tránh tập cardio thường xuyên, và chúng ta cũng không nên tập Tabata hay là cardio sau mỗi buổi tập mông nhé. Chúng ta bắt đầu hiệp thứ 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Ok, chúng ta đổi bên. Và nhớ giữ phần lưng của mình luôn thẳng, luôn cố định nha. Không dùng lực ở lưng, mà chúng ta hoàn toàn dùng lực ở mông. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và chúng ta nghỉ ngơi 30 giây. Với một người không luyện tập thể thao thì chúng ta sẽ cần cung cấp 1 gram protein trên 1 kg cân nặng. Như vậy là một người khoảng trung bình 50 kg thì chúng ta sẽ cần nạp mỗi ngày là 50 gram protein. Còn đối với những người luyện tập như chúng ta và cần tăng cái nhóm cơ mông thì chúng ta cần phải ăn tăng lên khoảng 100 đến 150 gram protein trên một ngày. Chúng ta tập nốt hiệp cuối cùng của động tác thứ 4. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Ok, chúng ta đổi bên. Chuẩn bị nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Chúng ta chuyển sang động tác cuối cùng sau 30 giây nghỉ ngơi mọi người nhé. Động tác tiếp theo là động tác tập vào phần bắp đùi sau của mình. Và chúng ta nằm úp ở trên mặt thảm, dùng dây kháng lực của mình đeo vào phần cổ chân. Chân nào làm trụ thì chúng ta sẽ để dây ở bàn chân, còn chân nào chúng ta tập thì chúng ta sẽ để cái dây ở phần cổ chân. Ở động tác này chúng ta cố gắng kéo căng dây nhất để chúng ta cảm nhận sâu nhất vào cái lõi cơ ở đùi sau. Chuẩn bị bắt đầu. 1 Làm chậm. 2 3. Chúng ta nằm thoải mái nhất mọi người nhé. 4 5. Khi về thì chúng ta đi chậm. 6. Và cố gắng nhấn cái gót sát ở mông. 7
8 9 10 và chúng ta giữ 5 giây nhấp sát mông. Rồi chúng ta đổi bên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và chúng ta lại nhấp 5 lần. Rồi, ok. Chúng ta nghỉ ngơi 30 giây, sau đó chúng ta sẽ thực hiện hiệp thứ hai. Và mọi người tập mà thấy khó ở đâu thì cứ comment ở phía dưới. Em sẽ hỗ trợ, hoặc là có thể vào trong cái group Elton Mông Tròn Dinh Dưỡng Khỏe mà em trực tiếp là người quản lý và hướng dẫn mọi người luyện tập ở trong đó, thì chúng ta có thể vào trong cái group ở Facebook đó thì chúng ta sẽ được luyện tập cùng nhau và được hỗ trợ sửa động tác mọi người nhé. Chúng ta bắt đầu hiệp thứ hai. 1 2 làm thật chậm. 3 4 5 6 cố gắng nhấp sâu để vào cái lõi cơ phía sau nhé. 7 8 9 10 và chúng ta sẽ nhấp sâu 5 lần. Ok, và sau đó chúng ta đổi bên. 1 2 3 4 5 nhấn thật sâu cái gót vào. 6 7 khi về thì kháng lại cái lực của dây nha. 8 9 10 và nhấp nào. 5 4 3 2 1. Ok, chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi 30 giây, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang hiệp thứ 3. Ở động tác này mọi người lưu ý, nếu mà chúng ta bị xoắn dây trong khi tập thì chúng ta hãy dùng đến cái sự trợ giúp của một đôi tất. Và lưu ý rằng khi mà chọn tất để mà tập mấy dây kháng lực thì các bạn hãy chọn những cái loại tất mà nó có những cái gân hoặc những cái sần để nó có cái ma sát để bám vào cái dây kháng lực của mình để giữ cái dây. Và lưu ý là chúng ta nếu mà không muốn xoắn dây ở các cái động tác trước thì chúng ta có một cái lựa chọn là chúng ta đeo cái tất mà cái tất đùi, thì cái tất đến ngang đùi ấy thì tập các cái động tác trước ấy, nó sẽ không bị xoắn đâu. Chúng ta tiếp tục ở hiệp thứ 3 mọi người nhé. 1 2 3 làm thật chậm. 4 5 6 rất là căng đúng không mọi người? 7 đến hiệp thứ 3 thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là căng. 8 9 10 và chúng ta nhấp. 5 4 3 2 1. Ok. Và chúng ta đổi bên. Để chúng ta cố gắng tập với cái cường độ căng nhất. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Rồi chúng ta sẽ nhấp 5 4 3 2 1 và chúng ta nghỉ 30 giây. Ở động tác này thì chúng ta hãy cố gắng mà chúng ta hãy nghĩ đến cái lõi cơ ở phía bắp đùi sau và chúng ta hãy tập trung lực để kéo căng nó và dùng cái lõi cơ đó để kháng lại cái lực của dây. Khi mà chúng ta nhấp gần gót chân vào mông thì chúng ta sẽ giật mạnh, còn khi mà chúng ta nhả ra thì chúng ta sẽ đi chậm chậm từ từ để cảm nhận từng thớ cơ một mọi người nhé. Rồi chúng ta bắt đầu hiệp thứ tư, cũng là hiệp cuối cùng và là động tác cuối cùng ở đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 đến hiệp thứ tư rồi sẽ rất là căng đúng không ạ?
9, 10 và nhấp nào. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất mỏi đúng không ạ? 7, 8, 9, 10. Và chúng ta nhấp 5, 4, 3, 2, 1. Cảm ơn mọi người đã luyện tập cùng Lê Bấm trong bài tập mông ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ duy trì việc luyện tập mông này 1 cho đến 2 buổi trên một tuần. Và chúng ta cố gắng là mỗi một bài tập thì chúng ta sẽ không nghỉ ở giữa quãng quá lâu. Thế sẽ làm nguội cơ của chúng ta và nó sẽ không còn mang lại cái hiệu quả cao nữa. Cho nên là khi mà tập thì chúng ta tập liền một mạch. Đừng có vừa tập vừa xem điện thoại, vừa lướt Facebook rồi vừa nghỉ. Và hãy tập ở cái cường độ lớn nhất, nặng nhất để cho chúng ta cảm thấy được cái cơ của chúng ta bị tổn thương nhiều nhất. Càng đau nhiều thì mông của chúng ta sẽ càng to và càng tròn hơn. Và chúc mọi người thành công. Nếu mà video này hữu ích thì hãy like và subscribe cho kênh của Kenny Sport mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào các bài tập tiếp theo.